ngộ cái ghê. Mới hôm kia phái đoàn 50 người, người gì? Miên Đen, Campuchia đó. Mới bước vô gặp như Đức Mantatrakonosaki. Nói cái gì vậy chàng? Sao tự nhiên nói cái gì không nghe cái gì chứ? Đức nói xin chào thầy, chúc thầy mạnh khỏe. Nói chàng có chàng tiếng bước vô Mantatrakonai. Nói gì không nghe gì chứ? Thôi gặp tôi nói tiếng Việt đi, tôi không biết tiếng này đâu. Tiếng này là tiếng gì? Nó là tiếng Khmer. Khmer là gì? Miên Đen hả? Không, Khmer. Khmer nó, Khmer, à biết rồi. Nó thích Khmer chứ không thích tiếng Miên Đen. Nói. Rồi vui dữ chưa Đức? Đức ơi, Đức. Đây nè, Khmer đây nè. Đây, Khmer gốc luôn nè. Gốc Khmer luôn nè, tôi là gốc Khmer nha. Nha, gốc người Khmer hả? Dân tộc Khmer đàng hoàng hả? Tôi đây. Rồi sao? Rồi bộ coi như là ở trong chùa riết rồi bắt đầu là ăn chay niệm Phật riết không có cái gì nói, bắt đầu là đưa lên những cái câu nói mà gây tranh cãi, gây chia rẽ, gây phân biệt vậy đó hả Đức? Ừ? Hả? Khứa những Đức này nó chắc nó không lớn tuổi hơn tôi đâu, tôi dám chắc luôn. Tôi hôm nay 40 chắc này nó đâu có lớn, nếu mà có lớn lớn tôi nhiêu tuổi chứ. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, mình là người tu hành, mình ăn nói thì sao á cho nó nghe, nó lọt cái lỗ tai mình, mà nó lọt lỗ tai người lên ăn sằng nói bậy, chia rẽ phân biệt. Thấy không? Miên Đen là cái gì? Ừ? Giải thích hộ cái hả? Đấy, Khmer gốc này nè, đây nè, nguyên con luôn nè, khỏi chạy con nào chứ gốc luôn nè. Nghe nói chung là đang ngủ quý vị, đang ngủ mà nghe tự nhiên nghe mấy anh chị gửi cái clip cho, cái tự nhiên nghe tỉnh ngủ liền, lên làm mà coi như không kịp chạy tóc luôn, nóng á anh chị, nóng á. Mấy khứa này không lẽ bây giờ đi lại tới tận chùa nó thiệt á, hỏi kêu nó ra nói chuyện, mày ra đây mà nói chuyện coi. Tôi mấy thằng này nó phân biệt là tôi có thầy thiết mặt thiệt á chứ trời, không lẽ tôi chửi thầy đi chứ. Mày nói mày nó Miên Đen là cái gì? Giờ tao hỏi mày nè, tao hỏi mày cái này là Miên Đen là cái gì cái đã nè, mày trả lời tao cái. Ừ? Người ta có dân tộc Kinh, dân tộc Khmer, dân tộc Hờ Mông, dân tộc rất là nhiều dân tộc, nó ta đều có tên hết. Và bất kỳ người nào trên thế giới này không được phân biệt ha, không được phân biệt màu da, không được phân biệt chủng tộc bất kỳ, cho nên là người ta không có được quyền đó. Huống hồ chi mình là người tu hả? Không lẽ nó ăn chao, nó ăn tàu hũ thời gian lú dữ gì sao Đức hả? Lú dữ gì đó hả? Lên lấy sắc tộc của người khác ra chế giễu cười cợt, ở dưới thì vỗ tay rần 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 hả? Mấy cô mấy chú ở dưới vui lắm hả? Hả? Lấy màu da, lấy dân tộc của người khác ra để coi như là đùa cợt, giễu cợt làm sao hả? Rồi mấy cô mấy chú không cảm thấy cái điều đó là nó sai hay sao mà mấy cô mấy chú ở dưới cười cợt, vỗ tay cười rần rần ở dưới vậy hả? Sao đi sao mình đi lại đi ủng hộ cái người mà đi lấy cái người khác ra để mà nói, mà trong khi đó mà mang tiếng là Phật tử, mang tiếng mình là thầy tu. Trời ơi là trời, gì lạ đời vậy? Tôi nói với cái xã hội này biết nó nhiều cái nó mắc cười quá quý vị. Tự nhiên bây giờ á 50 người phái đoàn 50 người ta nói cái gì mình không nghe được. Tôi nói thiệt với cả nhà nè, người ta đã đến đó, cái này là một cái câu chuyện nó thẳng ra là bịa đặt luôn chứ đừng có nói. Mình tu mà mình nó bịa đặt, mình nó dốc nó láo cái đó sao được. Không ai mà đi tự nhiên một dân tộc khác, một sắc tộc khác không nó cùng ngôn ngữ với mình mà đi đến chùa mình mà để nói tầm bậy nó tầm bạ ra kiểu đó dân. Không ai mà vậy chứ, ít nhất cũng phải có một người đại diện. Ví dụ như người ta muốn đến viếng thăm chùa hay giao lưu hay gì đó, học hỏi gì đó,
thì người ta sẽ đến đó và người ta sẽ có một người đại diện ta dịch, phiên dịch đàng hoàng nhé. Đâu có vô mà nói cái tào lao, mình đứng chơi mình giảng cái trăm cái ngàn người nghe, đưa lên mạng cộng đồng cười cợt cợt nhã một dân tộc, một cái của người khác như vậy. Mình là dân tộc kinh, ai cũng là dân tộc hết á. Bây giờ thiểu số gì đều chúng ta sinh ra đều là con người hết, thấy không? Tôi là một cái người bình thường, một người dân bình thường, tôi còn hiểu được rằng là đó, đã là con người, thấy không, đã là con người thì nó bình đẳng như nhau, chả có cái gì hết trơn á, đúng không? Mình còn hiểu được điều đó, huống chi là một cái người tu hành. Mình có thể là ăn bậy được, thấy không, nhưng mà nói không nói bậy được. Trời đất, quỷ thần thiên địa ơi, tự nhiên đem một cái dự nhiên dân tộc người ta đem ra cái màu da của người ta, bắt đầu đem ra cười cợt cợt nhã, rồi ở dưới rần 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 cười. Mấy anh Phật tử, mấy anh chị tu cái kiểu gì vậy hả? Mấy anh đi theo những đức này khiến mấy anh chị lú hết rồi hả? Rất là nóng của chú anh chị. Tôi là không e nguyên con đây nè. Trời đất ơi là trời. Bởi vậy ta nói cúng dường nhiều nhiều vô, cúng xe cúng lụa rồi đó, cúng đất cúng nhà, hiến dường hiến gì đó, hiến cho tụi nó nhiều vô. Trời đất, quỷ thần thiên địa ơi, sáng ngủ dậy mà chưa kịp đánh răng luôn quý vị, là cầm nguyên cái mỏ thúi lên là nói rồi đó. Gì đâu mà ăn sằng nói bậy, ăn nói xài lơ, dòng cái thứ mà tao nói tu hành mà ăn nó chả ra cái đám ôn gì hết. Mình tu hành mình ăn nó phải lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau chứ. Mình thuyết giảng cái gì nó theo mang giáo lý nhà Phật, thuyết giảng cái gì mà nó hướng con người tới tâm hướng thiện, thấy không? Chân thiện mỹ của một con người trong cuộc sống của mình. Hướng cái gì mà trong giáo lý nhà Phật ta găng ta dạy. Nhà Phật đâu có dạy mày lên mày nói là coi như là miên đen hay cái gì đâu. Nhà Phật không có dạy với cái chuyện đó, coi chú anh chị. Mà cái chuyện mà 50 người coi như là ở đâu tới mà vô cái kiểu mà nhận đức này nói là hoàn toàn không có nữa. Ăn nói cái kiểu mà coi như là hả, ai nghe là cũng phải nóng lên đó cả nhà. Thiệt luôn á. Mình làm gì làm, mình nói gì nói, đừng có đụng tới dân tộc của người ta, thấy không? Ai cũng có quyền sống, ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc, ai cũng có quyền tự do ngôn luận hết. Nhưng mình nói như thế nào, nói ra làm sao, đừng bao giờ đụng tới, thứ nhất là màu cờ sắc áo của người khác, thứ hai nữa là dân tộc màu da của người khác, là hoàn toàn không được đụng đến những nơi chuyện đó, đúng không cô chú anh chị? Chúng ta đều là những con người, mà chúng ta là những người đang sống trên cái hành tinh này. Đó, sinh ra đều bình đẳng như nhau hết. Mình là nhà tu hành, mình là người tu hành là mình phải ăn nói, trước khi nói bất kỳ cái điều gì uống lưỡi 18 lần, riêng người ta uống lưỡi 7 lần, còn riêng những đức này phải uống lưỡi 18 lần. Tại này nó ăn bậy nó bạ nhiều dữ lắm. Tu hành mà mình nói chuyện ăn nói xài lơ, ăn nói cái gì đâu, ở trên trời dưới đất cái gì đâu không à, không có cái gì mà ra cái gì hết chứ. Quý vị nghĩ xem, có ai mà đi ngồi giảng xong cái đầu là Phật tử mà mặc coi như là cái quần ống rộng rồi thả mấy con chim mà coi như phóng sanh nó bay vô cái ống quần không? Trời đất, quỷ thần thiên địa, rồi bữa mình nghe bữa dày bữa khác, bữa dày bữa khác. Bởi vì có một ông thầy kia ông nói rằng là hả, do cha mẹ khứa đức này này không có răng dạy, gọi là cái ông kia ông chữ khéo gọi là mất dạy đó, nó thẳng là vậy á. Bởi vì lên á ăn sằng nói bậy, càng ngông càng ngên, càng ngông càng ngên. Ông kia ông nói đúng đó chứ không ông nói sai đâu. Ông kia không biết là chùa nào thầy nào tôi không biết, nhưng mà ông kia không có nói. Bởi vì đi cái tướng á, mình là nhân mà mình là thầy tu, đi cái tướng là khện là khạng, đi tự nhiên cái đi trong sân chùa đi cái tướng là ngên là ngang ngên lắm, kiểu gì kỳ vậy, rồi quay clip lại up lên trên mạng, rồi cầm cái micro cười để làm gì? Còn cái gì nữa mà cái sự nguy nghiêm, cái sự mà để cho người người khác, mình làm gì làm mình cũng mặc áo nhà tu, mình cũng đại diện cho một người tu,
thì mình làm gì làm đừng có để ảnh hưởng tới những người tu thật sự khác. Mình làm gì cũng chỉ có thể, mình có thể là mình không quay clip, mình không làm gì, mình có thể mình nói chuyện giỡn hớt với nhau trong đó khu vực đó thì được, giải trí vui cười thì được. Nhưng không có thể nào mình quay một cái clip mình đem lên trên mạng rồi mình nói người này mình nói người kia, mình cười há 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 rồi bắt đầu là anh lên ê, 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 này kia kia nọ lên đem lên trên mạng, rồi bắt đầu là dân chúng người ta thấy người có người này người kia, chứ không phải ai người nào cũng là đồng cảm như mình là ngồi cười há 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 giống như mình đâu, đúng không cô chú anh chị? Cho nên á là những con người này nè, tôi nói thiệt á, giáo hội vô như khóa mõm cấm thuyết giảng là đúng không sai. Những cái clip như thế này đây đưa lên thuyết giảng rồi con em chúng ta, con cháu chúng ta, rồi Phật tử này kia kia nọ không khéo thì lại đi phân biệt lẫn nhau, đúng không? Dạy không khéo thì lại phân biệt lẫn nhau chứ gì nữa. Trời đất ơi, mình thầy tu, mình mang áo nhà tu thì bây giờ mình mới nói làm sao cho ăn nói cho lọt lỗ tai chứ, mình thuyết giảng sao cho thuyết phục người khác chứ, mình nói làm sao về đạo lý trong giáo lý nhà Phật thôi chứ, những cái mình được học thôi chứ, mình đi chế ra những cái câu chuyện mà phân biệt này để làm cái gì, miên đen là cái gì hả? Giải thích hộn cái, ai giải thích hộn cái miên đen là cái gì nè? Mà người ta đã như vậy đó, tôi là tôi Khmer nè, vậy thì đã làm sao hả? Tôi dân tộc Khmer nè, vậy thì đã làm sao hả? Tại sao mình phân biệt người khác hả? Hả coi vui vậy đúng không? Giải thích cái coi, không giải thích được là ăn vài bụp tay vô mỏ được không, chịu không? Cái thứ gì đâu ăn nói hàm hồ, ăn nói xài lơ, mày ăn tàu hủ riết làm như lú hay sao trời? Mình ăn nói cái gì cũng vậy, mình để người khác tôn trọng mình chứ không để người khác tôn trọng mình, để người ta cũng phải quý trọng mình chứ, không quý trọng mình cũng phải là nể trọng mình chứ, mà không nể trọng mình thì ít nhiều gì cũng phải gặp mình chào cái thán phục mình chứ, tán thán mình chứ. Có đâu mà trời đất ơi, lên trên mạng ăn nói tào lao, ăn nói xài lơ không giống ai hết cô chú anh chị. Một thầy tu đó này hơn á, nó khoác áo nhà tu chính vì những người tôi yêu cầu, mong cầu rằng là giáo hội phải lên tiếng gắt gao, thậm chí là cho mấy khứa này là rời chùa xuất chúng luôn, đừng có để trong coi như mà mặc áo tu này kia nọ, nó muốn tu tu tại gia cho nó rời xuất chúng luôn. Bởi vì sao? Ảnh hưởng nhiều dữ lắm, đúng không? Ảnh hưởng nhiều dữ lắm bởi cho những cái lời nói phát biểu lung tung linh tinh trên mạng xã hội này, không? Ăn nói hay muốn trên phát trên mạng xã hội đó thì kiểm duyệt kỹ càng, chứ không phải là lên mạng muốn phát biểu gì phát biểu. Mình là một người đại diện cho rất là nhiều người, mình mang áo nhà tu, mình mà một người thầy mình đứng giảng, mình không thể nào mà cười há 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 há. Thứ nhất là nó không có được cái chừng nghiêm nghị, thấy không? Người tu hành người ta buông xả, người tu hành người ta tâm thanh tịnh quán chiếu bản thân, chứ không phải là người ta tu hành là bắt đầu cười há há há, nói trời đất ơi người này đẹp người kia xấu, tôi hô người kia không hô gì tùm lum tà la chứ, làm gì anh chí hả anh chị? Thế phải kiểm duyệt lại những cái lời nói phát ngôn trước khi mà đưa lên cộng đồng mạng, để chi để người ta nhìn vô cái điều đó nó không còn phản cảm nữa. Chứ còn nếu như mà để những người mà coi như là phát ngôn bừa bãi, ví dụ như ông Trân Quang đi cấm ông 2 năm, thì 2 năm sau ông tiếp tục ông sẽ được lên nói, người cấm cái thằng Nhuận Đức này cũng phát biểu cho thuyết giảng cho mọi hình thức bao nhiêu ngày bao nhiêu tháng bao nhiêu năm gì đó, rồi một thời gian nữa nó cũng lên thuyết giảng rồi nó nói tầm bậy hơn nữa, rồi làm sao thì chức tức là giống như là phải có cục kiểm duyệt xuất bản đàng hoàng, đúng không? Phải kiểm duyệt cái nghe qua coi cái bài đó được hay không, nói được lọt lỗ tai hay không, có những cái từ nào cần sửa cần chỉnh cắt hay không, đưa lên dân chúng như vậy á thì nó có sự mà coi như là uy nghiêm. Còn mà trời nó có, bây giờ tôi nói thấy cái gì đâu mà lên nói, người thằng thằng á thì lên nói phát
chân lý giáo lý nhà Phật thì không nói, mà nói chuyện về tình yêu đôi lứa gì không à, nói chuyện gì những cái câu hot trend nào không à, đó, cũng bị cấm thuyết giảng rồi á. Người thì nói về bắt đầu ngồi với Phật tử nói trên trời dưới đất, mình thầy tu, mình thầy chùa mà mình đi nói gì cái chuyện mà ha, đi có chỗ là làm tiện gì không phải gọi là gì xông hơi, thầy ra đây ông kiếm cho thầy mấy người díp chân dài, trời đất ơi, rồi thả câu này cái kia thôi, nói tùm lum tứ lưa khiết, không còn cái gì tôn ti trật tự gì hết á, làm như vậy ảnh hưởng rất là lớn tới giáo hội. Tôi nói thiệt, tôi chỉ cần một người là cũng nói thẳng là tôi không có tôn giáo nào hết á, nói thẳng là vậy, giấy tờ tôi là để không có tôn giáo nào hết, nhưng tôi vẫn đi chùa à, tôi vẫn lạy Phật, nhưng mà lúc này tôi hết đi chùa rồi, tôi lạy Phật ở nhà không à, với lại tôi về nhà tôi báo hiếu cha mẹ tôi thôi, tôi mua này mua nọ cho cha mẹ tôi ăn à, chứ tôi không có đi chùa như hồi xưa nữa. Mà vợ tôi trước cũng hay đi chùa lắm, mà vợ tôi bị lúc này tôi cũng khuyên cũng bớt đi chùa lại rồi, vợ tôi khoái đi chùa lớn lắm, tôi khoái đi chùa nghèo. Không, tôi nói thật với quý vị, tôi thích đi chùa nghèo hơn, chùa nghèo ít ai lui tới và ở đó nó mang cái dấu cái hơi hướng là thanh tịnh hơn, thanh tịnh và nó mang một cái gì đó nó yên ắng yên lặng hơn, đúng là cái nơi tu tập là như vậy, chứ không phải ồn ào rồi kẻ chen người lấn đi vô chùa, đi vô cái cổng á. À, đi vô cái đường vô cổng vô tham quan nó phải mua vé, rồi bắt đầu là chen chân nhau, rồi bắt đầu là chen lấn xô đẩy rồi móc túi, bao nhiêu vụ ở chùa Bà Châu Đốc cô chú anh chị thấy báo chí lên, rồi bắt đầu là móc túi rồi chen chân rồi bán nhang bán gì trên trời dưới đất chi vậy cho nó cực thân cô chú anh chị. Tôi nói thiệt, Phật ở đâu? Phật ở trong tâm mình nè. Phật ở đâu? Phật ở nhà. Phật ở đâu? Phật trong bức hình, Phật trong tượng. Tôi đi ngoài đường tôi thấy những chỗ mà làm tượng Phật này cái nọ ngoài đường á, tôi đi ngang thôi nha, là tôi cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật nữa, cái đó thiệt, nó đó cũng là Phật mà. Phật ở đâu? Phật ở trong tâm mình đó cô chú anh chị, thấy không, chứ không phải là Phật ở cái miệng của mấy cái thằng thầy tu mà nó lên nó tầm bậy nó tầm bạ, nói nghe phát nóng luôn à. Tự nhiên cái dân tộc người ta cái đem ra phân biệt, cái bắt đầu là nói này cười há 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 lên thứ gì á, cái này nó cắt ghép nó đi xong xòm không à, bỏ nha mày. Nước cốt nhỏ ủ đường trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa của chú anh chị ha, ai cần thì liên hệ trên số Zalo màn hình của bánh mì ha, cái này là cực kỳ tốt, đây là sản phẩm nhà em làm nha, yên tâm về chất lượng ha. Đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa cực kỳ tốt ha, cực kỳ tốt, trong uống ha, đây là uống, đây là nước cốt nhỏ, nó hương vị của nó là chua chua ngọt ngọt rất là dễ uống. Còn đây đây là cao so bóp, sản phẩm mới của gia đình à, cái này là cũng là sản phẩm gia truyền nha, này là rượu so bóp ha, bị chật khớp nè, rồi bong gân nè à, những người mà bị có như là thể thao, chơi thể thao mà bị bong gân này kia cái nọ, hay qua là phù nề sưng rồi đó, thì sức cái rượu gia truyền này là cực kỳ tốt nha, cực kỳ tốt luôn, tan máu ầm cực kỳ tốt ha, ai cần thì cô chú anh chị cứ mạnh dạn nha. Một chai của nó là 135.000, 135.000 bao ship toàn quốc ha cô chú anh chị. Đó, sản phẩm nhà em tự nói chung là gia truyền nha, sản phẩm gia truyền ha, rượu sô bóp ha. Còn nước cốt nhào là 300.000 ha, cũng bao ship toàn quốc luôn. Đó, cũng bao ship toàn quốc luôn. Coi như là chị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tới bị chân tay, đau thần kinh tọa, một chai này, một chai nhào là 300.000, còn chai rượu sô bóp 135.000 cũng bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ số Zalo trên màn hình nha. Rồi một lần nữa xin cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị.